Hello anh em, thì bữa nay bắt cái tivi nha. Thì hôm nay lại là em định đây ha. Thì hôm nay em giới thiệu cho anh em mình một mẫu cần chuyên săn hàng giá rẻ cho anh em luôn. Cần nội địa anh em ha. Đây. Bên em chính thức nhập về cho anh em luôn. Đây là cây đỉnh chóp 5 ha anh em ha. Thì đối với cây này thì bên em nhập nội địa anh em nên đâm ra là cái chỉ bên Trung Quốc mới có thôi. Cái này chuyên săn hàng anh em, đôi khi cần từ 3,6 m cho đến 4,5 m, nó sẽ tải tỉnh hơn 3 kg anh em. Còn trong khi đó những cây cần mà tầm khoảng 4,5 m, 5,5 m, 5,4 m, 6,3 m, 7,2 m rồi trở lên đó thì nó tải tỉnh nó đâu đó hơn 4 kg. Đó, thì cây thì tải tỉnh hơn 3 kg, người tải tỉnh hơn 4 kg. Mình sơ về anh em ha. Đây là cái đối trọng, cái đối trọng nó bị hở lỗ này anh em ha. Thì chút xíu mình sẽ giải thích lý do làm sao. Đó, nó có vi diệu, nó có đối trọng quá lắm anh em. Đây, lóng này anh em ha. Đó, em nhìn mật độ carbon đó nè. Mật độ carbon của lóng nó tới 8 lớp rồi anh em ha. 8 lớp xoắn. Trong đó là anh em nó vẫn có dân ABS nha anh em. Đây vẫn có dân ABS nha. Trong đó cái lóng nó vẫn có chống nước đầu cần nè. Tức là cần mà chiên săn hàng mà. Đó, mình nhìn sơ về những chi tiết trên cái cần anh em ha. Đây mình đang xem một cây thông qua cây 7,2 m. Đó, cái màu đỏ carbon rất là đẹp luôn anh em, tại anh em không thể gọi được nên em gọi cho anh em nghe cho đây anh em ha. Đó, mình vẫn có nhẫn chống nổ lóng góc này anh em ha. Lóng sơn tĩnh điện chống nổ lóng rất là dày, rất là đẹp luôn. Đó, ngọn là ngọn săn hàng anh em ha, ngọn là ngọn săn hàng chứ không phải là ngọn C360, ngọn này chiên mắt cá lớn. Đó, đây là cái đối trọng anh em. Thì đây là cái nút đầu cần, thì anh em khi mà anh em xài anh em sẽ dặn cái nút đầu cần ở đây nè. Em chỉ là để tránh mất cái nút đầu cần của anh em á. Đó, rất là đẹp không? Cái này là để anh em gắn vô bảo hộ nữa. Anh em gắn được vô đây. Thông số cần thì em xin phép để trên màn hình anh em ha. Anh em gắn được vô đây nè. Xong rồi nè. Thông số cần thì em xin phép để trên màn hình cho anh em mình cùng coi. Rồi đối với cây này thì bên em có thực hiện bảo hành cho anh em luôn, là thay một lóng miễn phí. Tức là những cần nội địa khác thì nó sẽ không có hỗ trợ bảo hành cho anh em, thì nhưng mà đối với cần này thì tụi em có hỗ trợ bảo hành cho anh em, là thay một lóng miễn phí trong vòng 1 năm anh em ha. Rồi khi mà anh em thay lóng khác thì em vẫn có lóng để thay cho anh em mình luôn, anh em muốn lóng nào có lóng đó. Đối với phụ kiện đi theo thì mình vẫn có một cái túi đựng cần vải nhung, đó là một cái ngọn phụ cho anh em mình. Rồi, ok, cần này cần chuyên săn hàng anh em ha, bắt cá tầm khoảng 7-8 kg là chuyện bình thường. Anh em nào có nhu cầu thì mình nhắn vào giỏ hàng giúp giùm em nha. Rồi, ok, anh em có thể liên hệ qua Zalo của em cũng được nhé. Thì khi mà anh em mua một cây cần anh em thì cái phí ship nó là 30k. Khi mà anh em mua hai cây trở lên đó, anh em có bạn bè hay là quýnh đa dạng đối với cây này anh em, và anh em không quýnh khoảng 3,6 m á, mà nó chỉ có trong khoảng cỡ gần 100 g trừ đối trọng ra, thì anh em có thể quýnh thi đấu được luôn em ha. Rồi, thì anh em nào có nhu cầu mua hàng thì bên em hỗ trợ ship, anh em mình là 30k, mua hai cây thì ship cho anh em ha, trên hai cây thì ship. Rồi, ok, bye bye anh em.